Mở đầu bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia tại bảng D vòng chung kết Euro 2020. Với đội hình này được đánh giá là đầy tài năng và trẻ trung, thầy trò huấn luyện viên Gareth Southgate đã trả được món nợ đã vay trước các nhà đương kim Á quân World Cup Croatia với chiến thắng tối thiểu. Bàn thắng duy nhất của Raheem Sterling không chỉ giúp tuyển Anh vượt qua Croatia, mà đây còn là pha lập công mang về chiến thắng lịch sử cho Tam Sư ở sân chơi Euro trong loạt trận mở màn. Chúng tôi nhập cuộc tự tin và tạo ra nhiều cơ hội dù thời tiết nắng nóng. Chúng tôi nắm quyền kiểm soát phần lớn trận đấu và không cho Croatia có nhiều cơ hội ghi bàn. Tôi rất vui với bàn thắng của Sterling, cậu ấy luôn nguy hiểm trong mọi trận đấu. Thành tích ghi bàn của cậu ấy xứng đáng để chúng ta đặt niềm tin và tôi nghĩ cậu ấy đã có động lực để thể hiện mình. Trong khi đó bảng C cũng đã diễn ra cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Ukraine. Dù cả hai đều trên tấn công khá cởi mở nhưng sự bùng nổ cũng chỉ đến trong hiệp 2. Hà Lan là đội có liên tiếp hai bàn thắng do công của Wijnaldum và Weghorst. Những tưởng đây sẽ là chiến thắng dễ dàng cho đội bóng áo cam thì đội tuyển Ukraine cũng cần 4 phút để san bằng tỷ số 2 đều. Dù vậy định mệnh trong trận đấu này cũng gọi tên thầy trò Frank de Boer khi Dumfries nâng tỷ số lên thành 3-2 với ấn định chiến thắng cho đội tuyển Hà Lan. Ukraine là đội tuyển mà chúng tôi muốn đối đầu nhất, khoảnh khắc họ san bằng tỷ số là lúc tôi lo lắng. Tuy nhiên chúng tôi vẫn giữ được lợi thế và tôi nghĩ tôi hoàn toàn có thể hài lòng với kết quả này. Hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục tiến sâu với tinh thần chiến đấu này. Đây là một trận đấu rất hấp dẫn với nhiều cơ hội cho cả hai bên. Sai lầm ở những phút cuối cùng là điều đáng tiếc, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn các cầu thủ vì màn trình diễn của họ, nhất là lúc chúng tôi bị dẫn hai bàn và gần như cầm chắc trận thua. Tuy nhiên họ đã rất nỗ lực và tôi hài lòng với màn trình diễn này. Trong khi đó, đội tuyển Áo với sự tỏa sáng của Lainer, Gregoric và Arnautovic cũng đã giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Bắc Macedonia, qua đó tạm thời đứng đầu bảng C. Vào đêm nay, một đội bóng lớn khác là Tây Ban Nha sẽ ra quân ở vòng chung kết Euro 2020 gặp Thụy Điển. Tuy nhiên, sau những biến cố từ Covid-19, không nhiều người dám tin thầy trò Luis Enrique có thể làm nên chuyện tại giải lần này. Chúng tôi không thiếu đi một người thủ lĩnh, toàn bộ 24 cầu thủ sẽ phải nhận trách nhiệm như một thủ lĩnh bởi họ cũng là người đưa ra những quyết định trên sân. Tôi cũng phải đưa ra những quyết định như là ai sẽ thi đấu, chúng tôi sẽ chơi với sơ đồ nào hay triển khai tấn công và phòng ngự ra sao. Nếu một huấn luyện viên không phải là một thủ lĩnh thì chắc chắn đội bóng đó sẽ gặp rắc rối. Câu chuyện tương tự cũng đến với Thụy Điển khi các ngôi sao hàng đầu của họ đều gặp những vấn đề khác nhau. Trong khi Zlatan Ibrahimovic bị chấn thương đầu gối thì Kulusevski và Svanberg dương tính với Covid-19. Tôi đã dành suốt một năm vừa qua để chuẩn bị cho trận đấu này. Chúng tôi nhập cuộc bình thường dựa trên những phân tích trước trận đấu. Tôi tin nếu các học trò thực hiện đúng đấu pháp, chúng tôi sẽ giành chiến thắng ở trận đấu này. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn nhưng nó sẽ không thay đổi cách chúng tôi thể hiện ở trên sân. Cùng với Euro 2020 thì vào lúc này Copa America cũng đã khởi tranh sau những lùm xùm trong khâu tổ chức. Brazil đã bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngai vàng tại Copa America với chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trong trận mở màn trước Venezuela. Phút 22, Marquinhos mở tỷ số cho chủ nhà Brazil sau tình huống phối hợp đá phạt góc xuất phát từ chân Neymar. Bước sang hiệp 2, Brazil có được bàn nhân đôi cách biệt sau rất nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ và người lập công cho đội bóng áo vàng xanh không ai khác chính là Neymar. Ngày thi đấu hoàn hảo của ngôi sao đang khoác áo PSG được hoàn tất với những phút thi đấu chính thức cuối cùng với pha đi bóng và kiến tạo tinh tế cho Gabriel Barbosa. Chiến thắng 3-0 giúp thầy trò huấn luyện viên Tite tạm dẫn đầu bảng A của Copa America năm nay. Trở lại với những diễn biến của đội tuyển Việt Nam tại buổi tập tối ngày 13 tháng 6 năm 2021, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã dành phần lớn thời lượng để rèn giũa các mảng chiến thuật, chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển UAE tại lượt trận cuối bảng G. Do đã nhận hai thẻ vàng nên theo quy định của điều lệ giải, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ mất quyền chỉ đạo trực tiếp trong khu vực kỹ thuật ở trận đấu tới. Vì vậy, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi tình huống cùng với các cộng sự trong ban huấn luyện là điều cần thiết để hướng tới kết quả tốt nhất cho đội tuyển. Hiện tại tiền vệ Tuấn Anh vẫn đang tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi, trong khi đó tiền vệ trẻ Nguyễn Hai Long cũng phải tập riêng do tái phát chấn thương đầu gối. Với cục diện hiện nay, đội tuyển Việt Nam cần tối thiểu một kết quả hòa là đủ để giành quyền vào vòng loại thứ 3 và cũng là vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong trường hợp cán đích bảng G ở vị trí nhì bảng, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có cơ hội rất lớn để sở hữu tấm vé đi tiếp.